Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 16 tháng 9, camera hành trình của một xe ô tô ghi lại trên đường Nhật Chiêu, quận Tây Hồ, Hà Nội, khi một cô gái đang đi xe đạp trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên mặc áo vàng lái chiếc xe SH mang biển kiểm soát 29Y7-53289 đi cùng chiều đạp mạnh. Cú đạp khiến người đi xe đạp ngã xuống đường. Xe đạp bị văng sang phía vỉa hè. Trước tình huống trên, xe ô tô phía sau đã đi chậm lại, đảm bảo an toàn cho người đi xe đạp. Sự việc đã được camera hành trình của chiếc ô tô phía sau ghi lại. Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính tài xế đi xe máy SH và triệu tập người này đến trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên đi xe máy SH trong vụ việc trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.